Xác định nguồn vốn là yếu tố quan trọng để người dân phát triển kinh tế, thời gian qua, các tổ chức chính trị xã hội tại huyện Tân Trụ đã kịp thời thống kê về nhu cầu vay vốn nhằm kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi. Đến nay, tổng dư nợ từ nguồn vốn vay ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Trụ trên 293 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ của nguồn vốn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là trên 9,7 tỷ đồng. Sau khi ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chỉ đạo cho các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của tổ. Qua đó, công tác ủy thác các nguồn vốn trên địa bàn huyện phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ gia đình nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài việc hỗ trợ vốn, đối với các hộ sản xuất nông nghiệp, huyện Tân Trụ còn có các chính sách hỗ trợ cây, con giống và hướng dẫn quy trình sản xuất giúp nông dân từng bước phục hồi và phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, bền vững.